biết được tọa độ chính xác, xét theo quẻ huyền không phi tinh vận chính, bài trí phù hợp từ trường của mảnh đất và sinh thần bát tự gia chủ, gia tăng sinh khí cho ngôi nhà của mình. Sinh thần bát tự tức năm tháng ngày giờ sinh, xét như thế mới chính xác, xét theo mỗi năm sinh khó lòng xác thực. Chào các bạn trở lại. Hiện tại gần qua vận chính và cũng gần cuối năm 2023, những ai dự định xây nhà năm 2023 và 2024, Khải Toàn xin nêu vài lưu ý như sau. Nhà hướng Đông Nam và hướng Tây qua năm 2024 có hai sao hung tinh kiên kỵ động thổ. Nhà hướng Đông Nam và hướng Tây nếu tiến hành trong 2023 sẽ tốt hơn đôi phần. Xét về tuổi, năm 2024 năm Giáp Thìn, tuổi Tuất và tuổi Thìn sẽ phạm trực và xung thái tuế. Tuổi hợp có Thân, Tý hoặc là Dần, Mão. Trong 2023, tuổi Mão và tuổi Dậu phạm trực và xung thái tuế. Tuổi hợp 2023 có tuổi Dần, Thìn, Hợi và Mùi. Xét cả tuổi hợp và hướng tốt, để làm nhà trong năm 2023 có các tuổi Dần, Thìn, Hợi và Mùi. Hướng tốt ta có hướng Tây Nam, hướng Bắc. Hướng kỵ động thổ là hướng Đông và hướng Tây Bắc. Xét theo tuổi làm nhà và xét theo hướng nhà là hai yếu tố. Hai yếu tố này không mang tính quyết định tất cả. Các bạn nếu có cơ hội tìm hiểu, đủ duyên thì hãy tiến hành. Không nên quá lo lắng về hai hạng mục này. Ngoài xét theo tuổi, xét theo hướng nhà, còn xét cả quan cảnh bên ngoài, bố cục ngôi nhà, sinh thần bát tự của gia chủ và thời vận gia chủ. Đồng thời xét cả số nhà, tên đường và những hạng mục khác. Nếu xét những hướng kỵ động thổ theo các tháng cuối năm Quý Mão như thế nào? Riêng về hạng mục hướng nhà, cần biết chính xác tọa độ của hướng, vì một hướng có 3 sơn, mỗi sơn quãng 15 độ, đôi khi lệch một độ vận khí đã khác. Biết được tọa độ chính xác, xét theo quẻ huyền không phi tinh vận chính, bài trí phù hợp từ trường của mảnh đất và sinh thần bát tự gia chủ, gia tăng sinh khí cho ngôi nhà của mình. Sinh thần bát tự tức năm tháng ngày giờ sinh, xét như thế mới chính xác, xét theo mỗi năm sinh khó lòng xác thực. Những tháng cuối năm 2023 Quý Mão, khi làm nhà các bạn lưu ý, những tháng này kiên kỵ động thổ với từng hướng nhà. Tháng 8 âm lịch, tháng Tân Dậu không tốt với nhà hướng Tây, hướng Đông và hướng Tây Bắc. Tháng 9 âm lịch, tháng Nhâm Tuất không tốt với nhà hướng Tây Bắc và hướng Đông Bắc. Tháng 10, tháng Quý Hợi không tốt với nhà hướng Bắc, hướng Đông và hướng Đông Bắc. Tháng 11 Giáp Tý không tốt với hướng nhà, hướng Đông và hướng Bắc. Cuối cùng tháng 12 tháng Ất Sửu không tốt với nhà hướng Đông Bắc và hướng Tây Bắc. Làm nhà trong năm 2023, hướng tốt của năm là Tây Nam và hướng Bắc. Hai hướng này có Nhất Bạch và Cửu Tử. Để tính được ngày tháng tốt xấu, cần chính xác hướng nhà cũng như sinh thần bát tự của gia chủ. Vận 8 gần hết, vận 9 sắp đến. Cửu Tử hữu bật quãng 20 năm tiếp theo, từ 2024 đến 2043. Chính vì thế vận khí trái đất sắp chuyển đổi. Những ai có ý định nhập trạch trong năm 2023 nên lưu tâm. Nếu dọn vào nhà mới ở từ năm 2024 trở đi, ta có thể đón vận khí mới. Thế vận sắp chuyển hay mỗi chu kỳ 10 năm, thế giới có những biến động lớn. Luận theo trong kinh, hỏa hoạn do lòng sân hận của con người, lũ lụt do lòng tham của con người, tranh danh đoạt lợi, làm ăn bất chánh, giáo dục kém do si mê của con người. Thế giới có thế vận, quốc gia có quốc vận, gia đạo có gia vận. Mỗi người có vận riêng, mỗi người là biệt nghiệp, mỗi người cộng nghiệp với gia đình, quốc gia và cả thế giới. Nghiệp báo đời trước dẫn ta thọ sanh vào nơi tương ưng. Ví như tháng năm qua ta thích gì, làm nghề gì sẽ có những nhóm bạn như thế. Một gia đình giảm được tham, giảm sân, giảm si mê, đó là một gia đạo an ổn. Sự cộng nghiệp của những thành viên ấy là có thiện căn sâu dày. Có được một ngôi nhà vượng khí, sinh sống an ổn, yếu tố hướng nhà, tọa độ, xem tuổi xây cất,
dù có quan trọng nhưng không thể nào quan trọng bằng tâm tánh của những người sống trong nhà. Các bạn tìm hiểu tuổi hợp xây nhà, tìm hiểu năm tốt xấu để xây nhà, phải chăng mong muốn có một ngôi nhà hoàn mỹ? Nếu chúng ta chịu khó tìm hiểu về nghiệp quả, tìm hiểu những chủng tử trong tàn thức của ta, tàn thức chứa những chủng tử gì, thiện nhiều hay bất thiện nhiều, tìm hiểu ba nghiệp thân, miệng, ý của chính chúng ta để tu sửa là mong muốn có một cuộc sống hoàn mỹ. Vì lẽ đó, trong cuộc sống rất dễ phiền não và nhiễm ô. Chúng ta có quyền tìm hiểu, có nhiều sở thích, tìm hiểu tất cả các pháp thế gian, mong cho có cuộc sống tốt hơn. Nhưng không thể bỏ qua pháp môn tu học. Phương tiện Phật học là pháp xuất thế gian, là ánh sáng trí tuệ, chuyển mê thành giác. Hãy xem Phật học là triết học hay giáo học, để ngày ngày tìm hiểu ứng dụng, chúng ta sẽ có một cuộc sống hoàn mỹ, như chính mong muốn có được một ngôi nhà như ý. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.